Biên tập viên Hoài Anh sinh năm 1980, là người dẫn chương trình biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với ngoại hình khả ái và chất giọng nam bộ đặc trưng, hiện nay cô đang tham gia chương trình thời sự 19 giờ tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong bình chọn người dẫn chương trình truyền hình được yêu thích nhất năm 2008 do tạp chí Truyền hình Việt Nam tổ chức, Hoài Anh đã là người giành được số phiếu thứ nhì. Cô chỉ xếp sau biên tập viên Quang Minh và đồng hạng với nữ biên tập viên Vân Anh. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt MC sáng giá nhất của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tên thật là Nguyễn Thị Hoài Anh, sinh ra tại Hà Nội và là con một trong gia đình. Cha của Hoài Anh là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên trường đại học sinh ra tại Hà Nội, hiện đang công tác tại văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai đều là những cán bộ từng được gửi sang Liên Xô để đào tạo. Đến khoảng năm 1985-1986, cô cùng gia đình chuyển vào sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ lối dẫn dắt nhẹ nhàng, chất giọng truyền cảm ấm áp, Hoài Anh nhanh chóng tạo dựng được sự khác biệt trong chương trình thời sự, vốn trước kia chỉ có giọng Hà Nội chuẩn đảm nhiệm. Nhiều khán giả không ngần ngại bày tỏ quan điểm rằng họ yêu thương chương trình thời sự hơn khi có Hoài Anh vì nghe gần gũi và dễ chịu. Đó cũng chính là lý do cô hai lần được bình chọn là biên tập viên truyền hình được yêu thích nhất của VTV. Vào năm 2010, cô lên xe hoa. Năm 2011, công chúa bé bỏng của hai vợ chồng Hoài Anh ra đời và được đặt tên là Kỳ Uyên. Càng lớn, bé Kỳ Uyên càng giống mẹ, vô cùng đáng yêu và xinh đẹp. Nhưng vốn là người kín đáo, Hoài Anh gần như không giải bày chuyện đời tư của mình trên báo chí. Những thông tin về người chồng khiến nữ biên tập viên xinh đẹp này yêu thương hết mực cũng tuyệt nhiên được giữ kín. Hoài Anh chỉ kể, ba chồng tôi từng là cán bộ quản lý trong quân đội và công tác ở cơ quan chiến lược Bộ Quốc phòng. Cô tâm sự, truyền hình không chỉ là công việc có thể đưa Hoài Anh đi khắp mọi miền đất nước, đến với những câu chuyện, số phận khác nhau của cuộc đời, mà đây còn là sợi dây gắn kết tình cảm của cô. Mỗi khi Hoài Anh lên sóng, cả gia đình cô lại tíu tít gọi nhau mở tivi, xem và bình luận, và không quên những lời động viên góp ý. Bố mẹ chồng ở xa cũng động viên, thông cảm với sự bận bịu của cô con dâu. 2 năm sau ngày cưới, Hoài Anh và chồng vẫn chưa về ra mắt họ hàng, nhưng mọi người đều lượng thứ vì đã biết mặt con cháu qua truyền hình. Công việc quá nhiều, phải lên sóng vào tối muộn, khiến cho cuộc sống riêng của Hoài Anh thường xuyên là những bữa cơm trễ muộn, giờ giấc trái ngược, làm việc vào những ngày nghỉ lễ. Hoài Anh cũng thấy áy náy vì chồng luôn phải theo giờ giấc của vợ, nhất là bữa cơm gia đình hiếm khi có dịp được ăn tối trước 21 giờ. Nhưng điều ấm áp với cô là bữa cơm muộn nhưng luôn có chồng chờ đợi. Khi có một người vợ làm truyền hình thì người chồng cũng đã đồng thời chấp nhận luôn những thiệt thòi rồi. Không phải lúc đầu quen nhau anh ấy mới thông cảm, mà cho đến tận bây giờ, anh ấy vẫn luôn là người cảm thông với công việc của vợ. Việc nhà anh cũng sắn tay vào phụ vợ như một cách để chia sẻ. Chính vì vậy mà cô luôn dành thời gian tối đa bên gia đình. Cô hiếm khi nhận lời tham dự các sự kiện, vừa là để giữ hình ảnh, vừa là để bù đắp lại khoảng thời gian người ta nghỉ thì mình làm, người ta làm thì mình nghỉ. Với Hoài Anh, gia đình là điểm tựa vững chắc giúp cô luôn hoàn thành tốt mọi công việc và gặt hái được nhiều thành công. Hoài Anh may mắn vì được gia đình nhà chồng hết mực yêu thương và ủng hộ trong công việc của mình. Cô cũng cho biết nếu không có mẹ chồng giúp đỡ, mình thường phải đi chợ sớm, trước giờ đi làm sẽ chuẩn bị các nguyên liệu, sau giờ lên hình mới về nấu. Bữa cơm tối lúc 21 giờ đêm là chuyện bình thường của gia đình.
Chỉ thương nhất là ông xã, luôn đợi cơm chứ không bao giờ ăn trước và cũng rất chịu khó phụ giúp vợ một số công đoạn chuẩn bị khi mình chưa kịp đi làm về như nhặt rau, rửa rau v.v. Từ khi có mẹ chồng sang giúp thì bữa cơm gia đình cũng ấm cúng và sớm sủa hơn rất nhiều.